Xin chào mọi người. Một chiếc xe nhập khẩu Citroen DX Lacity đấy, đời 2009 năm kia, đời 2010, và hôm nay bên em mới nhập về và bán thanh lý để còn thu hồi vốn gần Tết rồi. Chiếc xe thì giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ. Em sẽ quay tổng thể chiếc xe cho mọi người cùng xem. Xe phiên bản màu đen rất là đẹp và quý phái. Đèn hậu rất là đẹp, dáng thể thao như Civic đấy, và tổng thể chiếc xe nói chung là xe rất là đẹp, giá thì rất rẻ, hơn trăm củ. Mặt ca lăng nhìn mạng chrome nhìn rất chất chơi. Quay lỗ thất cho mọi người xem đấy, lỗ thất đẹp không, bạn thấy đẹp không? Da ghế hơi nhăn rồi. Phần ghế trước vô lăng, con này chưa căm nồi, cần số rất là đẹp. Rồi, cửa sổ trời. Lacity. Cái xe mức giá rất là rẻ. Rồi em sẽ quay đến phần máy móc cho mọi người xem. Báo giá phần quấy nhé. Nó rẻ quá này, báo nhanh sợ chưa kịp đăng đã bán mất rồi. Rồi máy móc thì con này, dòng này hay lỗi vặt, vì vậy là máy móc nó bị bung các bạn ạ. Ai mua thì liên hệ sớm với em, xe rất đẹp. Nói chung là không có từ nào để nói nữa, quá đẹp. Mua liên hệ sớm nhé, CDX 2009 đăng ký lần đầu 2010, số tự động.